em thành được tiên cá, em có thể nói chuyện được với các loài động vật hoang dã, họ quý em, không cắn em, yêu thương em, bởi vì người em tác ra năng lượng yêu thương. Em mang thân người nhưng em không phải là con người, bởi vì em đã thoát khỏi ngũ dục. Thứ nhất là tà dâm, thứ nhì là nói dối, thứ ba là sát sanh, thứ tư là uống rượu. À không, em vẫn còn uống rượu. Em thích uống rượu soju. Trong tứ đổ tường thì em còn bị dính một thứ, chỉ dính một thứ, đó là uống rượu. Tiên thích uống rượu. Các tiên cá hầu như đều thích uống rượu, nhưng mà chỉ uống một chai soju thôi để ấm lòng, để vui nhẹ nhẹ. Chỉ một chai soju thôi, em không uống bia. Nói dối, sắc xanh, tà dâm, uống rượu.